Trong Tam Quốc diễn nghĩa, có một tướng quân dũng mãnh, có thể nói là mạnh nhất thiên hạ, đến Trương Phi, Quan Vũ cũng không địch nổi, nhưng rồi chính con người ấy không được trọng dụng mà bị trừ khử một cách không tiếc nuối. Dũng tướng ấy là ai, mời các bạn đón xem ngay sau đây. Lã Bố, từ năm 160 đến năm 199, hay còn được gọi là Lữ Bố, ông là một viên mãnh tướng nổi tiếng và lãnh chúa quân phiệt vào cuối thời Đông Hán, Trung Quốc được hán hiến đế phong tước hiệu ôn hầu vì có công diệt trừ gian thần đồng trác nên được gọi là lữ ôn hầu ban giả tiết nghi trượng ngang hàng bậc tam công sau này lã bố đã tham gia cuộc chiến quân phiệt tranh chấp với các thế lực chư hầu lân cận như lý thôi quách dĩ tào tháo lưu bị viên thuật nhưng cuối cùng ông bị thất bại danh tướng lã bố nổi tiếng võ nghệ dũng mãnh giỏi cưỡi ngựa và bắn cung ông được xưng tụng là phi tướng có một con ngựa chiến rất ưu việt thường được gọi là xích thố nên người đời đó có câu nhân trung lữ bố mã trung xích thố có nghĩa là người có lữ bố ngựa có xích thố nhưng tài mưu lược của ông không giỏi như nhiều đối thủ chính trị khác chính ông lại hay phản phúc vô thường đã hai lần trở mặt giết chủ rồi cuối cùng ông bại trận và bị tào tháo ra lệnh xử tử không hề tiếc nuối thu ngựa của ông tặng vân trường trong tam quốc chí của Trần Thọ Chép, Lã bố tự Phụng Tiên, người huyện Cửu Nguyên, quận Ngũ Nguyên, Tinh Châu, ông cao 2,2 mét. Được sách sử mô tả là người giỏi cưỡi ngựa, tài bắn cung, nhờ dũng mạnh hơn người mà nổi tiếng trong châu. Năm 188, Đinh Nguyên lĩnh chức thứ sử Tinh Châu, sang năm 189, kiêm kỵ đô úy, đóng ở Hà Nội, bổ nhiệm Lã bố làm chủ bộ, luôn coi ông là người thân tín trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung kể rằng Đinh Nguyên nhận Lã Bố làm con nuôi. Đến năm 189, Hán Linh Đế qua đời, con trưởng là Hán Thiếu Đế lưu biện lên nối ngôi. Tuy nhiên, bọn hoạn quan thập thường thị, muốn lập con thứ của Linh Đế là Lưu Hiệp lên ngôi, liền mưu giết Hà Tiến để thực thi kế hoạch. Hà Tiến cũng muốn trừ đám hoạn quan chuyên quyền, triệu tập quân các chấn đến hỗ trợ. Đinh Nguyên theo lệnh dẫn quân đến Lạc Dương, Lã Bố đi theo, khi việc chưa thành thì hà tiến bị bọn hoạn quan ra tay giết trước viên thiệu và tào tháo tự mình diệt hoạn quan để báo thù cho ông ta hà tiến đồng trác trước đó cũng theo lời triệu tập thừa cơ tiến vào lạc dương tranh chấp quyền lực với các quyền thần khác viên thiệu do e ngại đồng trác nên chủ động bỏ lên hà bắc đồng trác muốn giết đinh nguyên để thâu tóm binh sĩ của ông ta thấy lã bố là thuộc tướng được đinh nguyên tin tưởng đồng trác cho người đem vàng bạc mua chuộc lá bố, xúi dục ông giết Đinh Nguyên. Lá bố liền chém chết Đinh Nguyên ngay trong đêm đó, đem đầu của Đinh Nguyên đến dâng đồng trác. Đây là lần đầu lá bố hại chủ. Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, đồng trác sai Lý Túc đem ngựa xích thố tặng lá bố, để dụ lá bố phản lại Đinh Nguyên. Sau này đồng trác yêu mến và tin dùng lá bố, phong làm kỵ đô úy, ước thệ làm cha con. Ít lâu sau, lã bố lại được thăng làm trung lang tướng, chức đô đình hầu. Vào năm 190, Kiều Mạo phát hịch kể tội đồng trác, hiệu triệu chư hầu chống đồng chất. Chư hầu khắp nơi hưởng ứng, tụ tập, bầu viên thiệu là minh chủ. Đồng trác căm ghét viên thiệu, bắt giết chú của ông là viên ngỗi, cùng toàn gia tộc họ viên ở Lạc Dương, tới hơn 20 người tất cả. Trong hậu hán thư của Phạm Diệp, Tôn Kiên mang quân tấn công đồng trác, đồng trác sai lã bố và hồ trần ra đánh, nhưng lã bố và hồ trần bất hòa vì vậy bị tôn kiên đánh bại nên phải rút lui tháo chạy về còn bộ tướng của hồ trần là hoa hùng bị quân tôn kiên bắt giết đồng trác đánh thua chư hầu liên tiếp phải mang vua hiến đế bỏ lạc dương chạy đến trường an chỉ để hai bộ tướng là tử vinh và ngưu phụ ở lại chống giữ lã bố đi theo đồng trác đến trường an đồng trác là người tàn bạo giết chóc và kết thủ oán với nhiều người nên những lúc xuất hành và nghỉ ngơi đều phải thường xuyên dùng lá bố làm cảnh vệ tuy nhiên đồng trác quen tính thô lỗ và nóng này có lần lá bố đứng hầu có chút không vừa ý hắn chộp lấy cây kích phóng vào người lá bố để dằn mặt may lá bố khỏe mạnh gạt được cây kích đi rồi tạ lỗi đồng trác mới nguôi giận nhưng lá bố cũng vì vậy mà tự ái từ đó ngầm sinh ra oán hận đồng trác trong những lần được giao bảo vệ trung các lã bố thừa cơ quan hệ tình ái với điêu thuyền một cung nữ của đồng trác lã bố lo sợ bị phát hiện nên càng muốn trừ khử đồng trác trong hàng ngũ các đại thần nhà hán lã bố được tư đồ vương doãn người đồng hương tinh châu quý mến hai người cũng có giao lưu với nhau ông tới nhà vương doãn thuật lại chuyện mình bị đồng trác phi kích lúc này vương doãn vốn đang cùng bộc xà sĩ tôn thụy mưu giết đồng trác thấy lã bố đang oán hận đồng trác nên muốn lôi kéo lá bố về phía mình ban đầu lá bố còn do dự vì ông đã nhận đồng trác làm cha nuôi nhưng vương doãn đã dùng lời lẽ thuyết phục nên lá bố nghe theo ở tam quốc diễn nghĩa la quán trung thì kể rằng lá bố bị đồng trác rượt đuổi và phóng kích vì bị bắt quả tang đang tình tự với điêu thuyền ái thiếp của đồng trác vốn là con nuôi trong nhà vương doãn từ khi đồng trác vào cung vua hoành hành đã bắt nhiều phụ nữ mua vui nên một A hoàn vốn là điêu thuyền của triều đình, có thể có trong nhà đồng trác, chứ không thể có trong nhà vương doãn. Nhân vật điêu thuyền có trong nhà vương doãn hay không, điều đó không quan trọng, nhưng lã bố đã giết đồng trác vì có sự xúi dục của tư đồ vương doãn. Vương Doãn ngầm sai sĩ Tôn Thụy, thay mặt hán hiến đế viết chiếu thư, hạ lệnh cho Lã bố giết Đồng Trác. Tháng 4 âm lịch năm 192, Đồng Trác vào cung yết kiến vua hiến đế, lã bố trước đó đã lệnh cho thuộc tướng lý túc cùng nhiều võ sĩ mai phục ở cửa bắc dịch chờ đợi còn bản thân ông vẫn theo hộ vệ đồng trác khi đồng trác vừa vào lý túc đâm luôn nhưng trác đã mặc giáp bên trong nên chỉ bị thương ngã xuống đất đồng trác chưa biết lã bố đã phản mình nên vội gọi lã bố đến cứu thì lã bố vác họa kích chạy thẳng tới đâm chết dngtgac sau đó lã bố rút chiếu thư ra đọc tuyên bố mình được lệnh của vua để giết đồng trác vì vậy tướng sĩ dưới quyền đồng trác đều không dám chống lại, mà quy phục lá bố. Sau khi đồng trác bị giết, Vương Doãn nắm quyền triều chính, bổ nhiệm lá bố làm phấn vũ tướng quân. Phòng tước ôn hầu, lá bố bắt đầu phục vụ dưới quyền Vương Doãn, với danh nghĩa phụng sự vua Hán. Lúc này Vương Doãn sai lá bố, đi đánh dẹp tướng cũ đồng trác, là ngưu phụ đang hoành hành, chém giết nhân dân vô tội ở Trần Lưu để báo thù cho chủ. Lã bố sai Lý Túc đi đánh, nhưng Túc thua trận chạy về, lã bố nổi giận sai chém Túc. Ngưu phụ thắng trận nhưng bị thủ hạ, là hồ diệt nhi mưu phản giết chết, mang đầu đến trường an nộp cho vương doãn để lĩnh thưởng. Lã bố cũng giết luôn hồ diệt nhi vì tội bất trung. Bốn bộ tướng của Ngưu phụ là Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế và Phản Chủ, chạy trốn về Lương Châu, dâng biểu cầu khẩn vương doãn cho tha tội. Trước đó Lý Thôi và Quách Dĩ đã sát hại vài trăm người tinh châu, đồng hương với Vương Doãn, ở trong vùng đất mình cai quản. Vì vậy Vương Doãn không đồng ý xá tội cho chúng. Thôi, dĩ, cùng đường bèn cất quân lương châu nổi dậy, với danh nghĩa báo thù cho đồng chác, quân tập hợp dần dần được hơn 10 vạn, rầm rộ tấn công Trường An. Anh hùng ký của Vương Sán chép rằng, quách dĩ đến phía Bắc Thành. Lá bố mở rộng cửa Thành, dẫn binh tới chỗ dĩ, nói, người hãy tạm lui binh chỉ mình ta và người quyết thắng phụ. Quách dĩ và lã bố đơn thương độc mã giao chiến, lã bố dùng kích đâm trúng người dĩ, quân kỵ của dĩ ở phía sau liền tiến ra cứu dĩ. Quách dĩ và lã bố hai bên đều bái binh. Đây là một trong hai cuộc đấu tay đôi, giữa các tướng thời Tam Quốc được ghi chép trong sử sách, trận đấu còn lại là giữa tôn sách và thái sử tử. Lý Thôi kệ có quân đông, chẳng mấy chốc Trường An bị quân Lương Châu bao vây. Lã bố chống cự trong 8 ngày, cuối cùng không giữ nổi lý thôi thúc quân tràn vào thành lá bố kịch chiến với quân lý thôi trên đường phố trong thành cũng không ngăn được phải bỏ thành chạy quân giữ thành đầu hàng vương doãn bị giết lá bố mang theo thủ cấp của đồng trác chỉ kịp dẫn vài trăm quân kỵ chạy qua cửa vũ quan về phía đông lá bố chạy đến nam dương xin theo viên thuật viên thuật có thù đồng trác vì trác giết nhiều người trong họ nhà mình ở lạc dương nên thu nhận và chu cấp cho lá bố Lá Bố để cho thủ hạ làm nhiều điều trái phép, cướp của cải của dân. Viên thuật thấy vậy tỏ ý giận, lại biết ông là người phản phúc nên không chu cấp cho Lá Bố nữa. Ông bỏ Nam Dương đi một mạch dài, qua sông Hoàng Hà tới quận Hà Nội thuộc Tinh Châu, theo thái thú Hà Nội là Trương Dương, người vốn từng cùng ông phục vụ dưới tướng Đinh Nguyên. Trương Dương là người tốt và có nghĩa khí, đồng ý tiếp nhận Lá Bố và giúp đỡ cho ông. Nhưng trong số thủ hạ của Dương lại muốn giết ông để lập công theo lệnh tầm nã của Lý Thôi, đã khống chế vua hiến đế sau khi chiếm Trường An và để trả thù cho Đinh Nguyên. Lã bố lo sợ không yên, muốn thử lòng Trương Dương, ông nói. Triều đình Trường An treo giải thưởng bắt tôi, nếu ngài chặt đầu tôi thì không bằng trói tôi lại mà giải đi. Trương Dương thấy lòng tốt của mình bị nghi ngờ nên mách lòng nói. Lời người nói rất đúng. Tuy sau đó Trương Dương không hành động gì, nhưng lã bố vẫn cảm thấy không an toàn cùng thủ hạ lẻn trốn khỏi quận hà nội đi sang ký châu theo viên thiệu lã bố giúp viên thiệu đánh tướng khăn vàng là trương yên ở thường sơn trương yên có hơn vạn tinh binh mấy nghìn quân kỵ lã bố cưỡi ngựa xích thố cùng các dũng tướng là thành liêm ngụy việt mỗi ngày dẫn mấy chục kỵ binh xông thẳng vào trại địch ba bốn lần quân trương yên thua tan tác bản thân trương yên nản lòng cuối cùng nhận sự chiêu an của triều đình lã bố lập công, tỏ ra ngạo mạn coi khinh các tướng của thiệu, liên tiếp sai người dục viên thiệu tăng viện cho mình. Tướng sĩ dưới quyền cũng cậy công đi cướp bóc. Thấy viên thiệu không đáp ứng tăng viện, ông xin về Lạc Dương. Viên thiệu ngoài mặt đồng ý, phòng lã bố làm tư lệ hiệu úy, nhưng sau lưng lại dặn các tướng thừa cơ giết ông. Lã bố đoán biết viên thiệu nghi ngờ mình, nên sắp đặt kế thoát thân. Ban đầu ông giả cách ngồi trong chướng gậy đàn tranh, nhưng sau đó đưa đàn cho người khác gầy tiếp để lừa thủ hạ của viên thiệu còn ông thì bí mật nhân trời tối lẻn chạy trốn đi một lúc sau thủ hạ của viên thiệu đi thám thính nghe tiếng đàn đã tắt tưởng lá bố đã ngủ nên đi báo cho các tướng của viên thiệu các tướng ập đến mới biết bị lừa viên thiệu nghe tin báo không giết được ông sai người đuổi theo nhưng những người đuổi theo đều không địch nổi lá bố bị đánh phải quay trở về cùng đường ông lại đành phải quay lại chỗ trương dương trên đường đi, ông qua quận Trần Lưu và được Thái Thú Trương Mạc, người từng hội binh đánh đồng trác chào đón và kết giao với nhau. Địa bàn của Trương Mạc, vốn thuộc Duyện Châu của Tào Tháo, đang có thế lực hùng mạnh. Năm 193, Tào Tháo nghi ngờ Châu Mục Từ Châu là Đào Khiêm giết cha mình, mang quân đánh Từ Châu để báo thù. Không giết được Đào Khiêm, Tào Tháo cho quân của mình, sát hại rất nhiều người dân vô tội ở Từ Châu, Trương Mạc cùng mưu sĩ Trần Cung căm giận Tào Tháo tàn bạo, không công nhận địa vị của họ Tào ở Duyện Châu nữa. Cả hai bèn hợp tác, cùng nhau đón lá bố về, Tô Lê làm thứ sử Duyện Châu, giao cho 10 vạn quân để đánh Tào Tháo. Em Trương Mạc là Trương Siêu, cũng cung cấp binh lương cho lá bố. Lã bố lấy Bộc Dương làm bản doanh, mang quân chiếm các thành trì của Tào Tháo ở Duyện Châu. Chỉ còn ba thành còn trung thành với Tào Tháo là Yên Thành, Đông A và Phạm Huyện do tuân úc và trình dục liều chết cố giữ lã bố chưa đánh chiếm được tam quốc trí hạ hầu đôn chuyện viết rằng hạ hầu đôn đưa quân vận tư trang đến cho gia quyến tào tháo ở yên thành thì gặp lã bố hai bên giao chiến bố vờ rút chạy về bộc dương rồi dùng mưu tập kích phía sau cướp quân nhu của đôn tiếp đó lã bố lại bày kế sai người trá hàng rồi bắt giữ hạ hầu đôn làm con tin ngay giữa trướng trung quân của đôn kinh hoàng chấn động may nhờ có hàn hạo giữ cho quân tướng không rối loạn hạo dẫn quân đến vây trướng bắt người của lã bố cứu được hạ hầu đôn tào tháo phải bỏ từ châu mang quân về lấy lại duyện châu lã bố chiếm lấy bộc dương mà không đóng quân ra các nơi hiểm yếu như kháng phụ tế ninh và bến đỏ hoàng hà tào tháo cho rằng lã bố vô mưu có ý coi thường dẫn quân tấn công bộc dương quân Tào Tháo phần đông là người Thanh Châu mới theo hàng, không địch nổi quân Lã Bố. Lã Bố sử dụng mưu kế của Trần Cung, đánh tan quân Tào ở Bộc Dương. Đại quân Tào Tháo bị thua lớn, doanh trại bị đốt cháy, bản thân Tào Tháo bị bỏng cánh tay trái, và suýt bị Lã Bố bắt sống. Trong bóng đêm, quân kỵ của Lã Bố đuổi đến nơi nhưng không biết mặt Tào Tháo, ông ta nhanh trí chỉ tay phía trước bảo rằng Người cưỡi ngựa vàng chỗ kia là Tào Tháo, quân Lã bố tiến lên phía trước truy đuổi, nhờ vậy Tào Tháo quay đầu chạy thoát nạn. Ở sự kiện Tào Tháo gặp nguy cấp ở Bộc Dương, được La Quán Trung mô tả, tương tự trong Tam Quốc diễn nghĩa, nhưng chiến sự lại diễn ra chủ yếu trong thành, khi Lã Bố dùng mưu dụ Tào Tháo tiến vào. Sau đó Tào Tháo và Lã Bố giữ nhau hơn 100 ngày ở Bộc Dương không đánh. Đến mùa thu năm 194, ở Duyện Châu có nạn châu chấu hại lúa, cả hai bên đều bị thiếu lương, Tào Tháo phải rút quân về Yên Thành, còn Lã Bố thu quân về Sơn Dương. Hai bên cùng tạm bãi binh. Đầu năm 195, Tào Tháo quyết định thay đổi chiến thuật đánh Lã Bố. Dương Đông kích Tây khiến Lã Bố mệt mỏi. Tào Tháo chia quân làm nhiều ngả, một mặt điều một cánh quân đi đánh định đảo. Lã Bố đi cứu, đến mùa hạ lại tấn công cự giã, bao vây hai tướng của Lã Bố là Tiết Lan và Lý Phong. Lã Bố cùng Trần Cung mang một vạn quân từ định đảo đi cứu, Tào Tháo lợi dụng địa hình, dùng kế mai phục, đánh bại Lã Bố trên đường, rồi thúc quân chiếm lấy định đảo. Lã Bố và Trần Cung rút quân về Đông Mân. Tào Tháo hạ thành cự giã, giết chết Phong và Lan. Trong khi Lã Bố và Trần Cung còn đang lúng túng chưa biết làm sao, thì Tào Tháo đã điều các cánh quân tới, đánh chiếm các thành trì của Lã Bố ở Duyện Châu. Lã Bố nghe tin mấy thành xung quanh bị hạ, hoang mang tột độ phải chạy về Từ Châu theo Lưu Bị. Việc Lã Bố thua trận và vội vã rút lui khỏi Duyện Châu, khiến anh em Trương Mạc và Trương Siêu mất chỗ dựa. Hai anh em họ Trương sau đó bị Tào Tháo đánh bại và giết chết. Năm 195, nhân lúc trong triều đình nhà Hán, ở Trường An xảy ra loạn lạc, Hán Hiến Đế đào thoát khỏi sự kìm kẹp của Lý Thôi và Quách Dĩ, chạy về phía Đông. Trên đường, Hiến Đế tự mình viết thư mời Lã Bố đến nghênh giá. Tuy nhiên Lã Bố lúc đó vừa bị Tào Tháo đánh bại thế lực còn yếu, đành viết thư sai sứ giả dâng lên hiến đế để tạ lỗi. Hiến đế bổ nhiệm ông làm binh đảo hầu. Trên đường đi, sứ giả làm rơi mất thư và chiếu phong chức ở địa phận Sơn Dương. Ngay sau đó, Tào Tháo đón được hán hiến đế về hứa xương, có danh nghĩa thiên tử để sai khiến chư hầu. Biết việc chiếu thư phong chức của hiến đế cho lã bố bị thất lạc, Tào Tháo đã tự tay viết thư cho lã bố. Khen ông đã giết đồng trác để trừ họa cho nước nhà, đồng thời nhờ ông đối phó với các quân phiệt công tôn toàn và viên thuật. Lã bố đã viết tấu thư dâng lên vua hiến đế như sau. Thần vốn phải phụng mệnh cung nghênh xa giá, nhưng biết Tào Tháo trung hiếu, đã đón bệ hạ đến hứa xương. Trước đây thần từng cùng giao binh với Tào Tháo, nay Tào Tháo bảo vệ bệ hạ, thần là ngoại tướng. Tuy muốn dẫn binh theo nhưng lại sợ sinh hiểm nghi, cho nên tạm thời chờ xử tội ở Từ Châu, không dám tự quyết. Đồng thời, Ông viết thư trả lời Tào Tháo, biểu thị lòng cảm kích và thành ý hợp tác. Tào Tháo tuy bề ngoài tỏ ra hòa hiếu vỗ về, nhưng trong tâm thức vẫn luôn tìm cách diệt trừ ông. Sau khi Lã Bố bị Tào Tháo đánh bại, Lưu Bị ở Từ Châu đón tiếp Lã Bố, cho đóng quân ở Thành Tiểu Bái, một quận thuộc Dự Châu. Biết Lã Bố và Lưu Bị nếu liên minh với nhau, sẽ khó khống chế, nên Tào Tháo rất lo lắng. Để chia rẽ Lã Bố và Lưu Bị, Tào Tháo nhân danh hiến đế, phong chức cho Lưu Bị. Lưu Bị tiếp nhận. Lã Bố thấy Lưu Bị hợp tác với Tào Tháo, sợ hai bên liên kết đối phó với mình, nên bắt đầu lo sợ. Lúc này, quân phiệt viên thuật ở Dương Châu, mang quân tấn công từ Châu. Lưu Bị mang quân ra chống cự ở Hoài Mở. Viên thuật viết thư cho Lã Bố, dục ông đánh úp chiếm từ Châu, thì sẽ tạ ơn bằng 20 vạn học lương. Lã Bố nghe theo. Nhân lúc hai tướng giữ hạ bì, thủ phủ từ Châu, là trương phi và tào báo bất hòa lã bố muốn nhân đó mang quân đánh úp thành tào báo trong cuộc xung đột đã bị trương phi giết thủ hạ của báo là hứa đam và trương Luống oán hận trương phi liền đến gặp lã bố khuyên nhân lúc đêm tối đánh ngay thì ở trong thành sẽ làm nội ứng lã bố bèn tiến quân hứa đam mở cửa thành cho ông chiếm hạ bì buộc trương phi phải bỏ chạy từ châu thuộc về lã bố lưu bị mang quân trở về định đánh chiếm lại hạ bì nhưng bị lã bố đánh bại, phải lui quân về Quảng Lăng, lại bị viên thuật đánh bại một trận nữa, phải chạy ra Hải Tây. Trong tình thế bức bách, anh em Lưu Bị đành phải trở về từ châu hàng lã bố. Lã bố thấy viên thuật thất tín, không cấp lương cho mình, đành chủ động hòa giải với Lưu Bị, trần tình với Lưu Bị rằng, do thấy Trương Phi nóng này, sợ làm hỏng việc, nên chỉ muốn thay Phi giữ thành, chứ không có liên hệ gì với viên thuật. Lã bố tự xưng là châu mục từ châu, ông cho Lưu Bị giữ thành tiểu bái và mời Lưu Bị xưng là thứ sử Dự Châu. Dự Châu vốn có sáu quận, nhưng trên thực tế, Lưu Bị chỉ có một quận tiểu bái để đóng quân. Tháng 6 năm 196, bộ tướng của Lã Bố là Hắc Manh, nghe lời xúi dục của viên thuật, phản lại ông, mang quân sông vào phủ Hạ Bì, ngay trong đêm đó để ám sát Lã Bố. Nửa đêm, Lã Bố không kịp phân biệt người phe nào, chỉ kịp kéo vợ trèo tường từ bên trong trốn ra, rồi chạy đến trại của bộ tướng thân tín là Cao Thuận để lánh nạn. Cao Thuận nghe giọng phản quân, nhận biết chúng là người quận Hà Nội, đoán ra quân của Hắc Manh, chấn chỉnh quân sĩ chống trả, quân Hắc Manh phải lui. Sáng ra, thủ hạ của Hắc Manh là Tào Tính phản lại Manh, hai bên đánh nhau cùng bị thương. Lá bố thấy vậy sai Cao Thuận, mang quân ra giúp Tào Tính diệt Hắc Manh. Cao Thuận giết chết Hắc Manh, rồi cho Tào Tính lĩnh quân của Manh không giết được lá bố, viên thuật lại trở mặt làm thân, xin kết thông ra với lá bố. Khi dẹp hắc manh, lá bố đã tra ra việc manh nghe thuật suối bảy, nhưng vì tình thế hiện tại, chưa thể trở mặt đánh nhau được, nên ông nhận lời. Viên thuật thấy lá bố đã ngả theo mình, lại sai kỳ linh mang ba vạn quân tấn công tiểu bá, y để diệt lưu bị. Để tránh mang tiếng là thất tín, lá bố không chi viện cho phe nào. Ông chỉ mang một nghìn quân bộ và hai trăm quân kỵ tới tiểu bái, bắt hai bên phải hòa giải. Ông Sai cắm kích từ xa 150 bước và giao hẹn sẽ bắn tên. Nếu chúng vào ngạnh kích thì hai bên phải giảng hòa. Sau đó lá bố lùi lại, dương cung bắn chúng ngay ngạnh kích. Mọi người đều khâm phục. Lưu bị cảm ơn ông đã ra tay cứu mình. Còn Kỳ Linh thấy lá bố kiêu dũng, không dám trái ý cũng phải mang quân về. Đến năm 197, viên thuật tự xưng là hoàng đế ở Thọ Xuân. Sai khâm sai hàn giận đến hạ bì, nhắc lại việc kết thông ra với lá bố lấy con gái ông về làm vợ thái tử lá bố ban đầu bằng lòng giao con gái cho hàn giận mang đi cha con trần khuê và trần đăng ở hạ Bì, vốn giả vờ làm thủ hạ cho lá bố nhưng theo lệnh của tào tháo để giám sát ông sợ hai họ viên và họ lã mà thông ra thì khó khống chế được nên vội đến càn lá bố không nên kết thân với viên thuật vì thuật xưng đế là trái đạo ngược lại trần khuê khuyên lá bố nên hợp tác với Tào Tháo để chống Viên Thuật. Lã Bố nghe có lý, mang quân đuổi theo cướp con gái trở về Hạ Bỉ, bắt Hàn Dận đóng vào gông, sai người giải đến Hứa Xương, nộp cho Tào Tháo và tuyên bố bãi bỏ hôn ước với Viên Thuật. Tào Tháo chém Hàn Dận, sai vương tóc mang chiếu thư của Hiến Đế và ấn tín đến trao cho Lã Bố, phong chức Bình Đông tướng quân, đồng thời gửi thư khen ngợi và gửi lễ vật riêng cho ông. Lã Bố rất mừng, sai Trần Đăng mang biểu trương tạ ơn vua hiến đế xin được phong từ thứ sử từ châu lên châu mục từ châu và gửi lễ vật đáp lại tào tháo nhưng trần đăng đã nhận lời làm tay trong cho tào tháo xin làm nội ứng khuyên tào tháo nên sớm trừ khử lá bố tào tháo phong chức cho cha con trần đăng và trần khuê lá bố thấy mình chưa được thăng chức còn cha con trần đăng được phong tước nên rất tức giận nhưng trần đăng đã lựa lời nói với ông rằng tào thừa tướng coi tướng quân như con mãnh ưng nói rằng phải bỏ đói thì mới dùng được lã bố nghe nói tào tháo coi mình như chim ưng thì rất vừa lòng không giận gì trần đăng nữa viên thuật thấy lã bố trở mặt rất tức giận sai trương huân kiều nhuy liên hợp với dương phụng và hàn tiêm cất bảy đạo quân đi đánh từ châu quân đông vài vạn người lúc đó lã bố chỉ có ba nghìn quân và bốn trăm con ngựa ông hỏi kế trần khuê trần khuê khuyên ông viết thư ly dán hai tướng mới hàng viên thuật là dương phụng hàn tiêm lã bố làm theo gửi thư cho hai tướng như sau hai vị tướng quân đích thân bảo vệ xa giá còn tôi tự tay giết đồng trác chúng ta đều lập đại công cho nhà hán đáng được lưu truyền trong sử sách Này viên thuật làm phản lẽ ra chúng ta phải cùng diệt hắn sao các tướng quân lại theo hắn đánh tôi chúng ta hãy nhân cơ hội này đồng tâm hiệp lực đánh viên thuật lập công với thiên hạ mới phải lã bố còn hứa sẽ cấp lương thực cho hai tướng. Hàn tiêm, Dương Phụng đồng ý theo lã bố, bèn quay giáo đánh lại viên thuật, kết quả đại phá Trương Huân và bắt sống Kiều Nhuy Sau đó lã bố cùng Dương Phụng và Hàn tiêm hợp binh hai đường thủy bộ, tấn công Thọ Xuân, cướp bóc đến Trung Ly mới rút lui. Sang năm 198, lực lượng của Lưu Bị ở Tiểu Bái đã tăng lên đến hơn một vạn người, khiến lã bố lo ngại. Ông lại giảng hòa với viên thuật nhận lời giúp viên thuật đánh lưu bị ông điều hai mãnh tướng cao thuận và trương Lưu dẫn quân đánh tiểu bái lưu bị không chống cự nổi bỏ thành và gia quyến chạy về phía tây đến đất lương và sai người cầu cứu tào tháo tào tháo sai hạ hầu đôn đi cứu quân hai bên đung độ ở từ châu lá bố cầm quân ra đối địch đánh bại quân tào và bắn tên trột mắt tướng hạ hầu đôn của tào tháo hạ hầu đôn bị mù một mắt nên từ đó quân sĩ gọi ông ta là manh hạ hầu hạ hầu đuôi. Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng Tào Tính, bộ tướng của lá bố, mới là người bắn tên chột mắt hạ hầu đôn. Nhưng sau đó hạ hầu đôn đã nhổ tên ra và nuốt con người của mình, rồi lao đến đâm chết Tào Tính. Lúc bấy giờ, các tướng thảo khấu ở vùng Thái Sơn là Tăng Bá, Tôn Quan, Ngô Đôn, Doãn Lễ và Sương Hy đều hàng phục lá bố, khiến lực lượng của ông khá mạnh mẽ. Vào tháng 9 năm 198, Tào Tháo đích thân cùng Lưu Bị, mang đại quân tới đánh Từ Châu để diệt Lã Bố. Tháng 10 năm đó quân Tào đến Bành Thành, giết chết tướng giữ thành là Hồ Giai. Sau đó Tào Tháo tiến đến Hạ Bì, Trần Cung khuyên Lã Bố mang quân ra đón đánh địch ngay, nhưng ông không nghe theo, muốn đợi quân Tào đến thành mới giao chiến. Quân Tào kéo tới Hạ Bì, Lã Bố mang quân kỵ ra nghênh chiến. Tào Tháo đánh cho Lã Bố đại bại, tướng Tào là Nhạc Tiến, bắt sống được viên mãnh tướng của Lã Bố là Thành Liêm, lã bố thua liên tiếp mấy trận phải rút vào thành hạ bỉ cố thủ và sai người cầu cứu viên thuật và trương dương tào tháo bèn gửi thư khuyên ông không nên theo viên thuật vì thuật có tội phản nghịch đồng thời dụ hàng ông lã bố muốn hàng nhưng trần cung cho rằng không nên và hiến kế chia quân chống lại lã bố sẽ mang một đạo quân ra ngoài thành lập trại giữ vững tạo thành thế ỷ dốc với quân trong thành hạ bỉ quân tào đánh đâu thì hai bên cùng liên hợp chống lại lã bố nghe có lý liền chuẩn bị đem quân ra thành nhưng sau nghe lời vợ can không nên đi lại thay đổi ý định không đi nữa ông tiếp tục sai hứa dĩ vương khải đi cầu cứu viện binh của viên thuật lần nữa viên thuật do còn oán hận lã bố nhiều lần trở mặt với mình liền ra điều kiện lã bố phải mang con gái tới thọ xuân theo lời hứa hôn trước đây thì mới phát binh ông bèn lấy bông và áo giáp bọc cho con gái đưa lên mình ngựa và nhân lúc đêm tối phá vòng vây đi đến chỗ viên thuật. Tuy nhiên, quân Tào ở ngoài thành Hạ Bì đã chủ trương siết chặt vòng vây, không cho Lã Bố vượt qua. Lã Bố lo cho sự an toàn của con mình nên quyết định quay lại thành Cố Thủ. Sang năm 199, do quân Tào vây đánh nhiều tháng không hạ được thành, bắt đầu mệt mỏi nên Tào Tháo muốn lui quân, nhưng Tuân Du và Quách Gia khuyên nên đánh gấp. Tào Tháo theo kế của Quách Gia, sai quân khơi sông Nghi Thủy và sông Tứ Thủy đổ nước vào thành hạ bì thành ngập đầy nước lã bố ở trong thành tình hình nguy khốn phải lui dần vào trong rồi rút lên cố thủ ở lầu bạch môn thế cùng lực kiệt do trước đó với kế hoạch đưa con gái mình sang chỗ viên thuật đã bị thất bại nên quân của viên thuật không đến cứu viện cho ông thục ký chép rằng trong bước đường cùng lã bố đã mang vợ mình đến chỗ quan vũ tướng của lưu bị để lấy lòng hy vọng quan vũ nói giúp với tào tháo Quan Vũ mang vợ lá bố đến cho Tào Tháo, Tào ưng ý và giữ lại chỗ mình, nhưng vẫn vây đánh thành. Theo Tam Quốc Chí và Ngụy Thị Xuân Thu, thì đó là vợ của Tần Nghi Lộc, thù hạ lá bố, chứ không phải vợ của lá bố. Con của Nghi Lộc là Tần Lãng, được Tào Tháo nhận nuôi, sau trở thành sủng thần của Tào Duệ. Đúng lúc đó, Trương Dương ở Hà Nội phát binh cứu lá bố. Nhưng Dương bị thủ hạ, là Dương Sú giết chết để hàng Tào Tháo, Lã bố thấy tình thế nguy cấp quá, lên lầu thành nói với thủ hạ của Tào Tháo rằng, hãy nới vòng vây để mình ra thành thú tội với Tào Tháo. Tuy nhiên sau đó Trần Cung một mực can ngăn, không nên hàng Tào, Lã bố lại nghe theo ông ta. Thủ hạ của Lã bố là Hậu Thành, bị ông phạt trượng do vi phạm quân lệnh, nên tỏ ra oán hận. Tháng 2 năm 199, hầu Thành đồng mưu với hai bộ tướng khác của Lã bố, là Tống Hiến và Ngụy Tục, bất ngờ bắt trói Trần Cung và Cao Thuận mang nộp và mở cửa ra hàng Tào Tháo. Tào Tháo cùng Lưu Bị thúc quân sông vào. Toàn quân trong thành tan vỡ, lã bố trên lầu Bạch Môn bị dồn vào đường cùng, nói với các thủ hạ, hãy chặt đầu mình nộp cho Tào Tháo lấy thưởng, nhưng các thủ hạ của ông không nỡ làm. Quân Tào tiến lên lầu bắt trói được lã bố, đưa ông ra trình diện Tào Tháo. Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng, Hầu Thành ăn trộm ngựa xích thố đem dâng Tào Tháo, còn Tống Hiến và Ngụy Tục bắt trói lã bố lại trước rồi mở cửa cho quân Tào kéo vào. Lã bố muốn xin Tào Tháo cho mình đầu hàng, Tào Tháo phân vân nên hỏi lại Lưu Bị. Nhưng Lưu Bị khuyên Tào Tháo nên giết ông, vì ông là người vong ân bội nghĩa, từng hai lần trở mặt giết chủ, là Đinh Nguyên và Đồng Trác. Tào Tháo nghe theo, liền sai quân sĩ mang lã bố xuống lầu thắt cổ, rồi chặt đầu đem bêu. Năm ấy lã bố khoảng chừng 39 tuổi. Các thuộc hạ dưới quyền ông là Trần Cung, cao thuận do không chịu hàng Tào, nên cùng bị chém chỉ có trương liêu và tang bá đầu hàng tào tháo và sau này trở thành các danh tướng nhà tào ngụy toàn bộ binh lực và lãnh thổ của lã bố bị tào tháo thôn tính hoàn toàn lã bố nổi danh kiêu dũng thiện chiến võ nghệ xứng đáng là hàng đầu trong các chiến tướng thời tam quốc nhưng ông chỉ hữu dũng vô mưu lại thường hay phản chắc trong đời tranh hùng thiên hạ lã bố đã lần lượt quay lưng với đinh nguyên đồng trác trương dương Viên Thuật, Lưu Bị, hai người đầu bị chính lá bố giết, Lưu Bị thì bị phản bội hai lần. Ông làm việc khinh suất, tùy ý theo hay phản, lật lọng cháo chờ, chỉ mưu lợi cho mình, không trọng tín nghĩa, nên cuối cùng đã thất bại. Việc lá bố bị thuộc hạ làm phản, chủ động nộp thành cho Tào Tháo, rồi Tào Tháo. Nghe lời đồng minh cũ của lá bố là Lưu Bị, không thu nạp mà đem giết, Âu cũng là quả báo, cho sự lật lọng của ông có khác với Tam Quốc Diễn Nghĩa, những mô tả về sự nghiệp của Lá Bố trong Tam Quốc Chí cho thấy Lá Bố không hoàn toàn là một kẻ hữu dũng vô mưu như La Quán Trung đã mô tả. Sử liệu này chép rằng Thứ Sử Tịnh Châu là Đinh Nguyên từng phong cho Lá Bố là kỵ đô úy. Khi đóng quân ở Hà Nội, Đinh Nguyên còn giao cho bố chức chủ bộ, coi như một tay chân thân tín. Vào thời nhà Hán, chức chủ bộ là chức quan quản lý các việc lương thảo, công văn thư tín trong quân đội là một chức quan văn thuần túy, công việc phải xử lý cũng rất vụn vặt. Hơn nữa, khi Lã Bố được Đinh Nguyên coi như người thân tín, thì có thể thấy rằng, ông đã làm công việc của một chủ bộ không đến nỗi tệ. Với vai trò của một chủ bộ, nếu nói theo cách hiện đại thì Lã Bố cũng là một phần tử trí thức, ít nhiều cũng có đầu óc tính toán. Ngoài ra, nếu nhìn vào những mưu sách mà ông làm được trong sự nghiệp, chẳng hạn như khi lập kế đào thoát khỏi Viên Thiệu, bắt sống Hạ Hầu Đôn làm con tin, đánh thắng Tào Tháo ở Bộc Dương hay bắn kích viên môn cứu Lưu Bị đã phần nào chứng minh rằng Lã Bố chỉ kém trí, vô mưu khi so sánh với những nhà quân sự lão luyện như Tào Tháo, chứ so với người bình thường thì ông không phải là thua kém. Lã Bố được Trương Siêu, Trương Mạc, Trương Dương tin tưởng và giúp đỡ khi mới khởi sự, nhưng khi đánh thua Tào Tháo, ông đã chạy thoát thân trước mà bỏ rơi anh em, Trương Mạc, Trương Siêu ở Duyện Châu. Những người họ Trương và Tăng Hồng được xem là đầy nghĩa khí nhưng cái chết của họ vì lã bố lại được các nhà sử học xem là đáng tiếc khi bị bắt ở lầu bạch môn lã bố đã quỳ xuống cầu xin tào tháo tha mạng để làm thuộc hạ dưới trướng tào tháo phân vân không biết có nên thu nạp lã bố hay không nhưng lưu bị đã nhắc tào tháo nhớ đến hai người đinh nguyên và đồng trác tào tháo nghe xong buộc phải sư tử ông về việc này mao tôn cương cho rằng lúc này lưu bị thực tế đã có chủ ý muốn chống lại tào tháo nếu để lá bố về dưới trướng họ Tào thì sẽ trở thành một mối họa lớn. Do đó Lưu Bị đã nhắc đến hai vị tướng mà lã bố đã từng phò tá rồi làm phản. Tuy nhiên Tào Tháo không phải Đinh Nguyên hay Đồng Trác. Nếu lã bố không làm phản nữa mà chấp nhận làm thuộc hạ của Tào Tháo thì ông ta sẽ có thêm một võ tướng rất mạnh. Lưu Bị đã nhận thấy mối nguy này nên đã cố ý nói khích Tào Tháo nhằm mục đích trừ đi một mãnh tướng nguy hiểm nhất thời bấy giờ. Cũng có một suy đoán khác cho rằng, Tào Tháo đã muốn giết Lã Bố ngay từ đầu, việc Lã Bố mấy lần phản chủ, chắc chắn Tào Tháo cũng biết. Nên ông ta không dạy gì mà thu nạp Lã Bố, việc ông ta hỏi ý kiến Lưu Bị chỉ là để tránh mang tiếng hẹp hỏi, không dung thứ người đã đầu hàng mà thôi. Lã Bố quả đúng là một dũng tướng, chỉ tiếc rằng lập trường không nhất nhất, mà quan điểm chỉ vì bản thân mình, nên luôn luôn bất nhất, phản chủ nhiều lần. Không trung nghĩa, không giữ lời hứa. Do vậy, không được lòng thiên hạ và kết cục của ông cũng phản ánh chính cuộc đời ông, điều đó nói lên rằng sức mạnh nhưng không có mưu lược cũng không thể có đất dụng võ, không thể phát triển thành một thế lực lớn chống lại thiên hạ, chống lại sức trời, xây dựng nghiệp vương. Các bạn thân mến, video về Lã Bố đến đây xin được khép lại, vẫn tiếc cho một tài năng võ nghệ của ông. Nhưng đành ngậm ngùi đón nhận kết cục buồn cho Lã Bố, cảm ơn mọi người đã xem và luôn đồng hành chúc mọi người tìm hiểu lịch sử thú vị và bổ ích vui vẻ và hạnh phúc chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau